Xin thân mến, cô xin tự giới thiệu, cô tên La Hoài Trinh, hiện là giáo viên dạy trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học toán hôm nay. Để tiết học chúng ta đạt hiệu quả tốt, các em cần tập trung, chú ý lắng nghe cô giảng, chuẩn bị tốt đồ dùng học tập như sách toán lớp 5, vở ô ly, bút mực, bút chì, nước kẻ, và các em phải sử dụng an toàn các thiết bị điện như điện thoại, laptop. Trước khi bài học mới hôm nay, cô và các em sẽ đi vào hoạt động thứ nhất, đó là khởi động kết nối. Ở hoạt động này, cô sẽ tổ chức cho các em chơi một trò chơi, đó là trò chơi ai nhanh nhất. Ở phần trò chơi này, cô có 3 câu hỏi. Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất các câu hỏi đó thì bạn đó sẽ là người thắng cuộc. Bây giờ cô và các em sẽ đi vào câu hỏi thứ nhất. Kết quả của phép tính 53,24 cộng 21,35 là A. 7.459, B. 74,59, C. 745,9, D. 74,95. Các em có 5 giây để chọn kết quả đúng. Thời gian đã hết rồi. Đáp án của cô là B. 74,59. Các em giỏi lắm. Chúng ta tiếp theo câu hỏi số 2. Kết quả của phép tính 52,8 trừ 13,5 là A. 39,3, B. 390,3, C. 3,93, D. 93,3. Các em cũng có 5 giây để chọn kết quả đúng. Thời gian chúng ta đã hết rồi. Đáp án của cô là A. 39,3. Các bạn rất giỏi. Chúng ta tiếp câu hỏi số 3 nhé. Kết quả của 8 x 10 là A. 480, B. 0,48, C. 48 và D. 84. Các em cũng có 5 giây để chọn kết quả đúng. Thời gian đã hết rồi. Đáp án của cô là C. 48. Qua phần trò chơi, cô thấy là các rất đúng và rất nhanh các kết quả mà các bài toán cô đã đưa ra. Cô có lời khen đến các bạn. Qua hoạt động, thứ nhất đã giúp cho các em ôn lại 3 phép tính với số thập phân, đó là phép cộng, phép trừ và phép nhân. Cũng như số tự nhiên, số thập phân chúng ta cũng có đủ 4 phép tính. Và các em đã được học phép cộng, phép trừ và phép nhân. Và trong tiết học toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em một phép tính nữa của số thập phân, đó là phép tính chia. Và chúng ta sẽ thực hiện như thế nào thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. Chia một số thập phân cho một tự nhiên. Sách giáo khoa trang 63. Yêu cầu cần đạt của tiết toán hôm nay, chúng ta có 2 yêu cầu. Thứ nhất, sẽ giúp cho các em biết cách thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Yêu cầu thứ hai là giúp cho các em biết vận dụng phép chia trong thực hành tính. Bây giờ, cô trò sẽ đi vào hoạt động thứ hai, đó là hoạt động khám phá. Cô mời các em đi vào ví dụ. Một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn bằng nhau, hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét. Các em cho cô biết, bài toán cho biết gì? À, bài toán cho ta biết một sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét. Để biết được mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét thì cô trò chúng ta sẽ đi vào phần tóm tắt. Sau đây cô sẽ tóm tắt bài toán thành sơ đồ đoạn thẳng. Cô có sợi dây dài 8,4 m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét, tức là ta sẽ đi tìm độ dài của mỗi đoạn dây là bao nhiêu mét. Vậy bạn nào cho cô biết, muốn biết mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét, các em làm sao? À, chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia 8,4 chia 4. Các em giỏi lắm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm độ dài của mỗi đoạn dây nhé. Đầu tiên ta có 8,4 m bằng 84 dm, tức là cô đổi từ đơn vị mét sang đơn vị dm. Từ số thập phân 8,4, cô đổi sang đơn vị dm bằng 84. Vậy thì lúc bấy giờ bài toán trở về chia số tự nhiên cho số tự nhiên. Ta thực hiện như sau. 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Tiếp tục hạ 4.
Viết 4. 4 chia 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Viết 0. Vậy 84 chia 4 bằng 21 dm. Vậy 21 dm này cô sẽ đổi ngược lại đơn vị là mét, cô được 2,1 mét. Vậy mỗi đoạn dây chúng ta tìm được là 2,1 dm. Cô vừa thực hiện phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên bằng cách là cô đổi từ đơn vị mét sang đơn vị dm để bài toán chúng ta trở về số thập phân. Sau đó chúng ta đổi ngược lại về thành đơn vị mét thì sẽ chuyển lại thành số thập phân. Vậy ta có phép tính chia 8,4 chia 4 bằng 2,1 mét. Vậy mỗi đoạn dây dài 2,1 mét. Đây là phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Vậy thì các em thấy khi chúng ta thực hiện đổi đơn vị đo từ mét về dm, sau đó chúng ta đổi ngược lại về đơn vị mét sẽ làm chúng ta rất là mất thời gian. Vậy để hướng dẫn và để giúp cho các em tìm kết quả phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên nhanh nhất thì cô và các em sẽ đi vào phần thực hiện chia như sau. Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau. 8,4 chia 4. Ta sẽ chia ở phần nguyên. Phần nguyên của số thập phân là 8. Ta lấy 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Ta viết dấu phẩy vào bên phải số 2. Sau đó ta hạ phần thập phân, tức là ta sẽ hạ 4. 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. Vậy chúng ta đã thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Các em thấy là kết quả chúng ta tìm rất là nhanh đúng không nào? Vậy 8,4 chia 4 bằng 2,1 mét. Đây là cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Bây giờ cô và các em sẽ ví dụ 2. 72,58 chia 19. Đây cũng là phép tính chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thực hiện. Và chúng ta làm tương tự như ví dụ 1. Đầu tiên ta sẽ đặt tính 72,58 chia 19. Ta sẽ thực hiện ở phần nguyên là 72 chia 19 được 3, viết 3. 3 nhân 9 bằng 27. 32 trừ 27 bằng 5. Viết 5 nhớ 3. 3 nhân 1 bằng 3. 3 thêm 3 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1, viết 1. Sau đó ta viết dấu phẩy vào bên phải số 3. Tiếp tục ta hạ phần thập phân là hạ 5. Ta được 155 chia 19, ta được 8. 8 x 9 bằng 72. 75 trừ 72 bằng 3, viết 3 nhớ 7. 8 x 1 bằng 8. Thêm 7 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0, viết 0. Tiếp tục hạ 8, viết 8. 38 chia 19 được 2, viết 2. 2 x 9 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0. Vậy, ta vừa tìm được kết quả của phép tính chia, 72,58 chia 19 bằng 3,82. Qua hai ví dụ vừa rồi, bạn nào cho cô biết, muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên, ta làm như thế nào? À, muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau. Thứ nhất, ta chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. Sau đó ta sẽ viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. Sau đó ta tiếp tục chia với từng số ở phần thập phân của số bị chia. Để giúp cho các em thực hiện được phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên, cô trò chúng ta sẽ đi vào hoạt động thứ ba, đó là hoạt động luyện tập thực hành. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1. Đặt tính rồi tính. Ở bài tập số 1 này, các em sẽ có các bài tập sau đây. A 5,28 chia 4. B 95,2 chia 68. C 0,36 chia 9. D 75,52 chia 32.
Vậy ở bài tập số 1 này, cô sẽ cho các em thực hiện vào vở ô ly. Bây giờ các em lấy vở ô ly, viết thước và chúng ta sẽ thực hành đặt tính vào vở ô ly cho cô. Sau thời gian 5 phút, cô sẽ gọi các em nêu kết quả bài làm cho cô. Thời gian 5 phút bắt đầu. Thời gian làm bài chúng ta đã hết rồi. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi tìm kết quả của phép tính. 5,28 chia 4 ta bằng 1,32. Câu A. Tiếp tục ta sang câu B. 95,2 chia 68 ta được kết quả là 1,4. Câu C. 0,36 chia 9 ta được kết quả 0,04. Câu D. 75,52 chia 32 ta được kết quả là 2,36. Qua bài tập số 1, cô thấy là các em đã biết thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Cô có lời khen đến các em. Qua bài tập vừa rồi, các em đã biết thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hành bài tập tiếp theo, bài tập tìm x. Ở bài tập này, chúng ta có hai bài. A. X nhân 3 bằng 8,4. Vậy bạn nào cho cô biết trong bài toán nhân x được gọi là gì? Số 3 được gọi là gì? Và 8,4 được gọi là gì? A. Trong bài toán nhân, x ta gọi là thừa số chưa biết. Số 3 ta gọi là thừa số đã biết. Và số 8,4 ta gọi là tích. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết ta làm sao? A. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy chia cho thừa số đã biết. Vậy thừa số đã biết là số 3, tức là 8,4. Vậy ta lấy 8,4 chia 3. Tương tự, ta có bài B. 5 nhân x bằng 0,25. Chúng ta cũng đi tìm thừa số chưa biết. Ta cũng lấy tích chia cho thừa số đã biết. Ở bài tập số 2 này, cô sẽ cho các em thực hành vào bảng con. Bây giờ, các em lấy bảng con và bút lông ra. Chúng ta sẽ thực hiện vào bảng con. Chúng ta sẽ thực hiện bài A. Rồi, cô trò chúng ta sẽ kiểm tra kết quả bài làm nhé. X bằng 8,4 chia 3. X bằng 2,8. Các bạn giỏi lắm. Cô có lời khen đến các bạn. Tiếp theo ta thực hành bài tập B. 5 nhân x bằng 0,25. Các em cũng làm vào bảng con cho cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. 5 nhân x bằng 0,25. X bằng 0,25 chia 5. X bằng 0,05. Qua bài tập tìm x, cô nhận thấy là các em tìm kết quả rất đúng và các em đã thực hiện được phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Cô có lời khen đến các em. Qua bài tập số 2, các em đã thực hiện được tìm thành phần chưa biết của x qua dạng toán chia, chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Bây giờ cô và các em sẽ đi vào hoạt động thứ tư, vận dụng trải nghiệm. Sau đây cô có một bài tập. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Bạn nào cho cô biết bài toán cho biết gì? À, bài toán cho biết là một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Em cho cô biết bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km. Vậy muốn biết trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km, chúng ta làm sao? A. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia. 126 chia 50. 126,54 ta chia cho 3. Và ở bài tập này cô sẽ cho các em chọn kết quả A, B, C và D.
Các em sẽ có thời gian 5 giây để chúng ta chọn kết quả đúng cho bài tập số 3 này nhé. Thời gian đã hết rồi. Đáp án của cô là B, 42,18 km. Qua bài tập số 3, các em đã biết vận dụng thực hiện chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Vậy bạn nào tiết học hôm nay chúng ta học bài gì? À, chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Vậy muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như thế nào? Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau: chia phần nguyên của số bị chia cho số chia, sau đó ta viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. Sau đó ta tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia. Bài học đã kết thúc rồi. Thân ái chào các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.